Chào nãy, đây là thành phố Arequipa ở Peru, một trong những nơi có lượng tia cực tím cao nhất thế giới. Nhằm giảm sự ảnh hưởng của tia cực tím, một công ty sản xuất bia có tên là AB InBev đã tận dụng lợi thế vỏ bia chống tia cực tím của mình để tạo ra một loại ngói vô cùng đặc biệt, có thể dùng cho trạm xe buýt và một số quầy thức uống nhỏ. Giờ mình cùng xem video quảng cáo của cái sản phẩm này nha. Arequipa is one of the cities with the highest levels of UV radiation on the planet. But the real issue is that nobody is aware of it. Thankfully, Arequipeña bottles include UV protection to shield our beer. So why not protect our people as well? That's why we cut our bottles to turn them into Bottle Tiles by Arequipeña Beer. Proofs that not only protect more people, but also create awareness about the dangers caused by the sun. Because our people are what matter the most. Arequipeña. Rồi, nghĩ thấy sao nhỉ? Cũng thú vị ha. Nhưng mà có một vấn đề cô hơi băn khoăn. Không biết là mấy cái vỏ bia này là vỏ bia xài rồi hay là chưa xài. Nếu mà chưa xài thì tốt thôi, nhưng mà trường hợp xài rồi thì không tốt chút nào. Giống như kiểu khuyến khích mọi người uống bia nhiều để lấy vỏ làm máy ngói tính tia cực tím vậy á, thấy nó buồn cười. Nhưng mà ở khía cạnh thẩm mỹ thì cô thấy đây là một cái vật liệu đẹp, màu hổ phách nè, cộng với cái màu của ánh nắng mặt trời á, nhìn rất là nổi bật. Còn nãy thì sao? Nhị nghĩ cái ý tưởng này thế nào? Mong nãy thành người đàng hoàng. Bye nãy.